xem lại bàn thắng này, Lý Nguyễn đã có một pha xử lý rất nhanh và mở ra cơ hội cho Daniel Green. Một cú dứt điểm có thể nói là đầy ngẫu hứng của cầu thủ mình. Bóng Vũ Samson, Daniel Green, hai cầu thủ của Thành phố Hồ Chí Minh đang tạo ra những khó khăn. Vào! Bàn thắng quá đẹp mắt của Daniel Green. Daniel Green. Lý Nguyễn. Cơ hội chung tỉnh tỷ số. Daniel Green. Qua người. Có thể dứt điểm. Bóng đã rơi cột dọc và đi ra ngoài. Đó là một nỗ lực rất đáng ghi nhận của Daniel Green, nhanh để có thể loại bỏ được cơ hội đối phương. Nhưng may mắn đã không mỉm cười với Daniel Green ở cú chạm bóng. Người tăng tốc đó là Daniel Green. Tình huống này thì có lẽ là Samson không thể không ghi bàn. Chần chừ thôi, chúng ta có thể thấy rất đông các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa. Đây là cơ hội, Hoàng Vũ Samson vào. Tại V-League, Victor Mazarai không vào. Thắng 2 và hòa 1. Đây là Daniel Green. Daniel Green. Vẫn là Green, đột phá thành công căng ngang. Vẫn còn. Hãy cùng xem lại cú đá của Daniel Green. Nó giống với một nỗ lực đưa bóng vào trong nhiều hơn của Daniel. Đăng ký ngoại binh Nicolas Olsen trong đội hình xuất phát. Và đây lại là một cơ hội nữa của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Daniel Green. Quá dễ dàng. Daniel Green rất nhanh và khỏe. Vũ Samson. Lý Nguyễn. Không phải Lý Nguyễn. Daniel Green. Cầu thủ số 92, Green Michael. Daniel Green băng vào rất nhanh. Pha tiếp bóng chính xác. Pha phối hợp của hai cầu thủ người Jamaica. Bagret truyền từ cánh trái vào Green. Vilic là một chặng đường rất dài. Có thể thấy là chỉ cần một vài chấn thương của Đình Duy là anh lập tức chơi phong độ ngay. Là lên bóng cho các thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Tốc độ của Daniel Green. Ông là Lâm Tiến Bồng. Thôi, Daniel Green tỷ số là 2-1 cho các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay lập tức sau khi Daniel Green được đẩy lên dưới cặp tiền đạo với Bagret thì anh đã có bàn thắng rồi. Như nói trước trận đấu này, đây là một tình huống mà Dung Quang Nho đã băng về chạm bóng vô tình và chạm bóng. Green Daniel Michael. Quá hay. Đối mặt rồi, dứt điểm. Chúng ta vừa xem lại một lần nữa cú dứt điểm rất khéo léo, và trước đó là hàng loạt động tác giả để loại bỏ các hậu vệ của Thép Xanh Nam Định. Thấy ông đăng ký ngoại binh Nicolas Olsen trong đội hình xuất phát. Và đây lại là một cơ hội nữa của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Daniel Green. Quá dễ dàng. Brandon Lucas. Ngô Tùng Quốc. Daniel Green, tỷ số là 1-1. Đưa tạt bóng. Daniel Green. Đi chuyền ngang, rất nguy hiểm. Cú dứt điểm. Không vào, vẫn còn. Đã có lỗi việt vị. Đây. Daniel Green. Chân trái. Cách thi đấu và lối chơi. Và ngày hôm nay thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh phần nào đó đã hiện thực hóa những phát biểu của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành thời điểm cuối trận, và Thành phố Hồ Chí Minh đang dẫn trước với tỷ số là 2-1.